Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta giao lưu với vườn anh Duy An, địa chỉ xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Bắt đầu từ một cây, từ một cái bệ xanh, xanh Nam Điền. Tạo dáng siêu, mà rất là cút kít rụt rịt lại đây. Chúng ta nhìn cái bệ trước này, sướng không? Đấy. Cây tử này. Đấy, sau đó đường dáng siêu đi lên một tay đầu tiên này, tay một này. Đấy, hồi về thì có tay hai này. Đây, cũng ổn rồi. Lên tả hữu đây, tay ba tay tư cũng định hình rồi đây. Đấy, ba tư này. Và đây là vị trí để đánh lắc cái này sang lên nữa là ngọn. Chính cái mầm này. Mầm này là ngọn. Bác xem cây rất côn giật. Bác xem và rất từng đoạn một. Tuyệt vời đấy. Tức là làm rất là kỹ. Ừ. À. Một con phôi như thế này là nhà chính phủ bắt khoảng độ 6 năm rồi bác ạ. Vâng. Thế còn cái này là cái gì đây? Bánh khảo à? Cái này là trong quá trình mà làm cờ nó bị cháy bác ạ. Thì người ta... À, đóng cái xi, miếng xi vào đây. Vâng. Đúng thì... rồi. Tôi tưởng là bánh khảo. Bánh khảo thế ạ. Rồi. Nói chung là... Thôi bây giờ cái đấy nó ngậm đấy nó không lấy ra rồi. Chiều cao là 48 bác ạ. Rồi. Chiều rộng của cây nó khoảng độ 80. Cái vành ở vị trí chỗ đầu thế này được không? 79 bác ạ. Vâng. 79 là số thân tai rồi. Đẹp quá. Cháu xin báo giá là 48 triệu nhé. Vâng, 48 triệu. Thì quay hết đi, quay đủ vòng đấy. Đấy. Họ để một cái mầm rất dài phía sau của một cái tay hai để hồi về để tạo cái mái cho nó cân. Rồi. Chuyển nhá. Vâng, bây giờ chúng ta chuyển đến một cây cóc này. À, thực ra là lần nào tôi xuống vườn anh Duy An tôi chỉ khoái nhất để tôi ngắm cái cây cóc này. Đây nhá, hôm nay là chắc chắn thế nào cũng là một quả cóc ở ăn đây. Nó phải chín nó mới ngọt. Vâng, chín vàng ấy, chứ còn nếu mà như này thì ăn chua lắm. Ờ à, được rồi, tí để gọt một quả để ăn. Quay xong rồi gọt quả ăn. Đây các bác nhìn nhá, cái cây cóc này, chậu thì tuyệt vời rồi, chậu lục giác Đồng Nai đẹp rồi. Trên này đây, bệ đồ sộ chưa? Và cái mà không thể bỏ qua được một cái sự hấp dẫn đó là các cái chùm quả. Đây, tôi phay từ những cái chùm mà thấp nhất cho lên cao nhất. Quả rất to nha các bác này. Đây, chùm này chín vàng ươm rồi đây. Quả này mà bổ tư ra là ăn rất ngọt nhá. Đấy, cây cóc. Cây này bao nhiêu tiền hả anh An đây? Cháu bán rồi bác ạ. Ôi dồi ôi, thế thì... bán rồi nhưng mà... Đẹp quá. Cây này lần trước tôi quay vẫn còn mà bây giờ xuống anh à, bán nhưng mà họ đặt cọc rồi nhưng mà chưa chuyển đi. Thì tôi thấy đẹp quá tôi quay luôn. Họ đang xây nhà bác ạ. Ừ. Đang xây nhà bảo ơi anh gửi tiền anh, gửi cho anh gửi mấy hôm. Đẹp quá. Thôi, thôi nếu mà bán rồi tôi không hỏi gì thêm nữa. Chỉ có giới thiệu với anh em mình thôi. Vâng, bây giờ chúng ta đến với cây nguyệt quế lá nhỏ đây các bác. Đây là dòng nguyệt quế nhật đấy bác ạ. Nguyệt quế nhật đấy. Vâng. Thật ra ở mình thì nó ít người trừ lại là bởi vì lãnh hòa. Còn đây, bằng chứng là có quả đây bác. Đấy, quả đấy. Không có hòa đấy đâu ra quả. Ừ. Quả nó ít được vì hoa nó ít. Thì đúng nguyệt quế ta mà quả này nó dày như là cây ớt. Vâng. Cái cây này mình xác định là mình trừ lá thôi. Hoa có nhưng mà nó ít mà hoa nó nhỏ. Rồi. Chiều cao là 48. Chiều rộng là 65. Quanh thân là 22. Cháu xin báo giá cây này là 8 triệu nhé. Rồi. Rồi, 8 triệu. Các anh chuyển đi đi. Lọc ra con cái xương không bán làm sao được.
Vâng, và đây là cây sung. Sung cũng được trên đặt trên viên đá thấm thủy. Cũng rêu mốc hết cả. Thực ra thì bây giờ cháu bán những cái cây nơi để mà rất là nhiều người thích xem clip để mà săn những cái cây nơi nó được rẻ. Ừ. Cây này bao nhiêu anh? Cây này là 1 triệu 6. 1 triệu 6? À. Rồi, ngâm nước. Cây này mà nó đều quả là tốt quá nhỉ? Ừ. Nhưng cái anh đã thấy nó có quả chưa? Cháu chưa. Chưa chưa. Chưa thấy đâu. Không chưa thấy có quả đâu. Rồi. Nhưng mà thôi xác định mình trừ cái thòn này với là cái viên đá thế thôi. Ừ. Bao nhiêu tiền anh? 1 triệu 6 ạ. 1 triệu 6, giờ anh chuyển nhé. Vâng, bây giờ đến một cây hoa sữa thôi. Một cây hoa sữa có 5 nhánh thân được mọc lên từ một cái bệ. Rất là đặc biệt. Chúng ta quan sát cái phần bệ này, u sần này. Đấy. Và vết cắt của thân chính đây. Sau đó đưa ra được 5 cái thân nhỏ này. Đấy, bên này 3, bên này 2. Đấy, nó u sần lên thế này đây. Nó cứ như là bắt chiếc nôm nha như mình rồi gọi là cái mây đây. Đấy. Đó, cũng có một điểm trời bác ạ, là có nhiều núm sụn. Đúng rồi, thế nhánh là... thân lên thì bình thường thôi, chỉ là 5 cái mầm lên thôi. Thế nhưng mà chơi cái này là chơi cái bệ này. Đấy. Ừ. Nói chung mùa, cháu là cứ thích cái gì lạ lạ cho bác mùa ấy. Ừ. 1 triệu rưỡi bác ạ. Cháu báo giá 1 triệu rưỡi à? Vâng, chiều cao là 35 nhá. Ừ. Chiều rộng là 45. Cháu đo cái chậu này đi. Cái chậu này... Chậu lục giác bao nhiêu? Không đo thế được. Không, đừng đo thế. Đo cái cạnh của nó thôi. Rồi. Đo thế này. Đây này, khoảng cách từ đây sang đây này. Rồi, đây rồi. Đúng rồi. 40 bác ạ. 40, đây rồi. Tại sao tôi bảo đo cái đấy để người ta tưởng tượng ra cái chậu mà lục giác mà 40 mà cái này nó gần kín. Anh à? Đây đúng rồi, thấy cái chậu mỏng nhưng mà thôi, cho bác đang mua về bác cái thầy nha. Giá tiền là 1 triệu 6 nhỉ hay 1 triệu rưỡi nhỉ? 1 triệu 500 bác ạ. 1 triệu rưỡi hay 1 triệu 500? 1 triệu 500. À 1 triệu 500. Vâng. Anh bê đây được không? Bê được bác. Cứ bê thế nhá. Vâng. 1 triệu 500 nhìn đến đây này, 1 triệu 500 nhé. Xong rồi. Vâng, bây giờ chúng ta ghi số điện thoại của anh Duy An lại để giao dịch nhé. 0964 894 094. Vâng, chia tay với cây hoa sữa, chúng ta đến với một tác phẩm Tùng La Hán này. Tùng này đẹp bác ạ. Ừ. Cháu thấy thích thì cháu bảo đẹp. Cái hàng cũng đẹp đấy. Vâng. Để vào cái hàng rất hay. Vâng. Hàng tròn. Vâng, đây là thân gốc bệ tùng này. Cái này chiều cao là 50 bác ạ. Rồi anh đo đi. Cháu đo này mà. Cao là 50 này. Rộng là 72 này. Hơn là 30 bác ạ. Được, ok. Cháu xin báo giá là 25 triệu. Vâng, giá 25 triệu. Vâng. Cháu đổi cây nhé. Rồi, chuyển nhé. Và chúng ta đến tiếp với một tác phẩm xanh. Xanh lá móng bao nhiêu? Và cây xanh lá móng. Cây
Chiều cao 48 ạ. Ừ. Chiều rộng 72. Em xin báo giá là 21 triệu nhá. Bao nhiêu? 21 triệu. 21 triệu. Cây xanh lá bóng nhưng mà bác xem cái tay cành nó là rụt rịt lắm. Nó không phải là uốn đâu. Đấy. Mà lá bóng vậy thì nó phát triển rất lâu. Rầm đẹp quá nhỉ. Vâng. Lá bóng là loại xanh mà cái chất lá phải nói là tuyệt vời. Đẹp nhất. Vâng. Đẹp nhất trong các dòng xanh. Riêng về xanh lá bóng tôi phải thừa nhận cái điều mà ở đâu tôi cũng nói được cái câu này. Vâng. Để chọn để chơi lá thì phải nhất là xanh lá bóng. Bóng lá, đều lá, răm dày và cái chất lá nó nhìn nó tươi. Rồi. Chuyển nhá. Và chúng ta đến tiếp với một cây mai chiếu thủy đây. Đấy, à, ở cái hình ảnh này thì các bác ngắm nó khác gì một cái hang động đâu. Đây. Chiều cao là 60 bác ạ. Và chiều cao 60 này. Chiều rộng là 100. Rộng tán 100. Cháu xin báo giá là 18 triệu nhé. Giá 18 triệu. Rồi. Rồi, cháu chuyển nhé. Vâng, bây giờ chúng ta chuyển đến một cây xanh ba vai nhé các bác. Đây, rất là cân đai nhé. Cái này cháu phải kéo trước không? À, cháu có cháu quên mất. Ừ. Bác cứ thấy cháu ngồi im. Cháu đang suy nghĩ mà. Chiều cao là 48. Chiều rộng là 79. Cháu xin báo giá là 35 triệu nhá. 35 triệu. Cái ang này tròn bao nhiêu ấy? Ang tròn là 40 bác ạ. 40. 45. 45 nhá. Vâng. Báo giá là 35 triệu. 35 triệu. Này cháu nhìn cái này cháu thấy nó đẹp quá. Ừ, cái này đẹp mà. Đây. Tôi ngắm này tôi thấy đẹp mà. Còn nhìn cái góc vai đây này, cái độ hầm hố của nó đây. Nhìn cái vai này nó cảm giác như một cái cổ thụ. Nhìn nuôi rồng cũng chạy ngang lên. Ừ. Rồi, chuyển nhá. Vâng. Cái chỗ này khó khỉ quá. À, thơm quá. Vâng, và bây giờ chúng ta đến với một cây mộc, à, cũng là dòng mộc lai nhé các bác, à, nói ngay từ đầu video. Mộc lai thì lá nó xanh thậm hơn, to hơn, bản hơn. Nhưng mà vẫn là có cái ưu điểm là hoa nó cũng khá nhiều ấy. Đấy, và thơm.
Đấy, cây mộc hai thân. Con mi này bác ơi, cháu không Còn mới ra được. đúng rồi, trồng mà cơi lên ở dưới nó còn. À, nó méo là có mi này. Cháu đưa hai thân nhá. Ừ. Hai thân là 30 bác ạ. Một thân tờ này là 19. Rồi. Chiều cao là 75. Chiều rộng là 95. Cái này bắt đầu khéo tay vào dây thép không bẻ gập nó xuống thì nó luôn lực đẹp. Ừ. Cái chỗ là 1 triệu này. Không lấy chỗ là bớt 1 triệu này. Còn cây mộc không? Cây mộc không cả chỗ nhá. Bác lấy cho này nhầm. Cả chỗ 5 triệu. Tí nữa bị bác sinh bẻ. Đây là cả chậu là 5 triệu. Vâng. Rồi nếu mà lấy cây không thì 4 triệu. Vâng. Rồi nhất trí. Vâng. Rồi anh chuyển đi. Và Độ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này. Anh có quay nữa không? Thôi bác ạ. Thôi nhá. Vâng. Để lần sau nhá. Vâng. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình nối tiếp sau. Vâng.